con trai của năm vừa mới ra, con trai thứ ba của khóc từ khi ba mẹ nó mới vừa đi xa, từ nhỏ thì ba nó đi làm ăn xa, mẹ nó vất vả tối nào cũng chăm cha, nên những đêm buồn cũng không bao giờ quên. Đến khi cái ngày ba mẹ nó về nhà, gọi là con trai con chưa từng tự mà đứng một hai chân, gọi là con trai con. Nếu ba mẹ không biết ai con thì nó là con trai con của mẹ, con trai con của mẹ. Ở ngoài kia không ba bảo cố nên là luôn có mẹ chở mẹ che.